Đây là chợ Vĩnh Châu, thị xã Vĩnh Châu, cách Sóc Trăng khoảng độ 40 cây số. Chợ đông vui như là Tết vậy đó. Đây. Ngàn quẹo vô. Lắc quay lại mua một trái. Ôi, khổ qua, trứng vịt, rau đắng. Chụp hình như vậy. À, thôi Sài Gòn, con quay phim cho bà con cô bác hải ngoại xem. Dạ. Dạ, tép mua đi, có bà mua được con mua luôn á. Dạ. Sam, con Sam. Ê, nó còn sống kìa. Sống á, ta bán còn khó mà chết đâu. Dạ. Mà cái này bán sao vậy chị? Con 50 có màu con à. Ờ, đem nướng ăn hả? Nướng bơ hành. Luộc. Dạ. Có mua được là mua liền luôn á. À quá. Rồi tiếp tục. Chị từ đây ra chợ mới xa không? Xa. Xa hả? Rồi thôi quay hết chợ cũ đi qua chợ mới chơi. 500m nữa. À 500m hả? Rồi thôi đi bộ luôn. Dạ dạ. Mạng này nó không cháy đâu, đừng sợ, qua tới Mỹ lần. Rồi, bây giờ mình ăn thôi ha. Chắc chắn là sẽ có được béo và cái vị mặn, vị cay, vị ngọt trong đây. Trời ơi, ngon lắm luôn á các bạn. Phải nói là ngon luôn á. Ờ, lưỡng lông chanh châu. Thành Minh cổ miếu. Mình đây đã đến nơi miếu bà Thiên Hậu Cung, nằm đối diện với nhà số 94 Trần Hưng Đạo, thị xã Vĩnh Châu. Rồi chào các bạn, một buổi sáng rất là đẹp trời luôn. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2020 và mình đang có mặt ở khu vực chợ cũ thị xã Vĩnh Châu nha. Có hai chợ, chợ cũ và chợ mới. Đây là chợ cũ ngay cái cầu luôn, và đường đây là đường Trân Nhị. Ngay sau lưng mình chính là Thanh Minh cổ miếu ha, chùa ông Bổn. Bây giờ mình sẽ quay chợ cũ trước đó. Đầu tiên các bạn thấy quang cảnh trên cây cầu kìa, rất là đông luôn. Rồi mình lên cầu trước nha, buôn bán trên cầu luôn. Rồi bánh tiêu lên cầu. Rồi cải ná, rau thơm, cải ngọt, mướp hương. Rừng cà kim 80, 2 cá chanh rưỡi. Đá xanh cá sấu 2 cá chanh rưỡi. Rừng cà kim 80, 2 cá chanh rưỡi. Mướp khía hả? À mướp khía đúng rồi. Thằng riết còn quên hết à. Nhiêu ký, mướp khía nhiêu ký cậu ơi? Dạ. Ký 10.000. Dạ. À dù hả? À, mấy cái gánh hàng, cái đồ quăng gánh này ha. Đây, bầu bí đi, đây là bí. Rồi, đậu đũa. Rồi, salad, rau muống. Cô cái này mình từ trong rẫy, từ trong nương rẫy mình gánh ra hả, mình bán hả? Dạ. Trong nhà mình luôn á. Dạ. À nhìn ngon quá trời. À ơi, củ cải kìa, đặc sản Sóc Trăng. Củ cải tươi bán sao cô? Củ cải bán sao? Có 10.000 ký thôi hả? Wow. Từ trong khu vực Vĩnh Hải đúng không cô? Vĩnh Hải đúng không? Dạ. Mình đi bộ hay đi xe ra đi con? Ờ đi xe chứ có cái nón là. Đó là 10.000 đồng. Rồi làm cải sao bấu luôn. Củ rất là to các bạn. Nhìn đã quá, cái này mà đem kho thịt ăn cũng ngon nữa. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. À, hầm xương nữa. Đó, rồi, mua gà không? Cải ná quá trời ta. Đó. Ờ, nhìn cầu vui ta. Ánh sáng hơi ngược. Ờ, à, miếng kia đang đang lát gì đó. Rồi, gà đi. Gà
ai mua gà đi. Bán nhiêu ký cô? 120 hả? Gà này gà ta. Dạ, cảm ơn cô nha. Ở Sài Gòn quay phim. Cô kia không biết cô đang cái gì cô hả? Cái này là cái gì à? Con cá gì không? Cô gì à? Cô cà phê hả? Dạ. À cá rô phi đúng không? Dạ. Cái này bán sao chị? Cái này 150 này ha. 150 ha. Cái cầu này gọi là cầu gì chị ha? Cầu Vĩnh Châu. Cầu Vĩnh Châu rồi chợ cũ. Rồi chợ cũ vui hơn chợ mới quá. Thích cái cảnh như vậy nè. Rồi lại rau muống cải ngọt bên kia thì là tôm gì mà đỏ chót người ta. Rồi có cá kìa, có cua kìa. Dạ ơi gần sáng. Cái con tôm này tôm gì chị? Tôm biển, tép biển á. À tép biển nó màu đỏ rồi, nhớ rồi. Này bán sao chị? 5.000 lạng. À 5.000 lạng. À cái này đem về và chiên. Đã, cua. À cái con cá đó, con cá gì quên, nấu rồi ngon. À cá phai đúng rồi. Dạ nhớ cá phai rồi. Vậy cứ mua đi, bắt ghe cho mua đi. Còn ở nhà nghỉ không có nấu được. Ở Sài Gòn lên vậy. Quá wow, cảnh đẹp lắm. Đây bạn nào nhớ cá phai không? Cá này rất là ngọt thịt luôn nhưng mà xương hơi nhiều. Không có xương luôn. Hả? Không có xương hả? À con nhớ rất là ngọt luôn á. Dạ. Rồi tiếc quá. Ở Sài Gòn giờ tìm hơi khó nha. À, trời ơi cái chợ. Rồi đi tiếp. Phía trước mặt mình có là chợ cũ luôn cô ha. À. Ủa tú qua bên kia là chợ mới hả cô? Ờ à, bên đó là chợ mới. Rồi, ôm hết cái dòng này là chợ cũ. Ồ cái chợ cũ thì vui ghê. Lên đài. Cái kia gì không biết cái này về đây. Thằng lát gì. Ê, bánh trái cũng quá trời kìa. Rồi. Vui chưa? Như Tết vậy đó. Chợ cũ vui như Tết. Đây, đi qua kia coi các loại bánh nha. Để coi một bánh gì ăn. Rồi, bánh bao đậu hả? Bánh bao đậu hả em? Rồi. Nhưng cái dạng, nhưng cái? Cái 5 ngàn. 5 ngàn hả? Cho bán cái đi. Đây là bán còn có lấy 20 ngàn. Nó bán hết cho rẻ luôn. À, đâu đâu có người ăn hả? À. Rồi, im ăn kìa, đã chưa? Trời ơi, con lon ơi. Rồi, cãi luôn. Không. Không có mình nè. Rồi. Cô ơi, cái cổng này là cổng gì vậy cô? À, gói bánh tét. À, với cổng lạc vậy đó. Dạ. Rồi, gói bánh tét. Rồi. Ê, cho bánh tét chuối đi. Chào cô. Dạ. Ơi tiếp tục đi các bạn ơi. Đây từ chợ cũ qua chợ mới nha, bánh mì nóng hổi đi. Đây đồ vui ghê. Đây bắt bằng giá bốn tuổi rồi. Rồi cải sáu bấu. Rồi kế bên là đọc nhắn lòng. Rồi củ hành tím Vĩnh Châu. Đây cải sáu bấu nè. Đó. Học nhãn lòng. Ba cái đồ này không có thuốc hết à, không có thuốc ha. Tự nhiên á. Dạ. Ơi, củ hành tím. Cái này tôm. Ồ, bánh chuối nướng kìa. Củ đồ ăn hết luôn. Này bán sao vậy em? Hả? Một trái 5.000, quẹo vô. Lắc quay lại mua một trái. Rồi khổ qua trứng vịt rau đắng
À, có Sài Gòn có quay phim cho bà con cô bác hải ngoại xem. Dạ. Dạ, tép mua đi, có bà mua được cô mua luôn á. Dạ. Trời vui quá trời. Bác này có nụ cười đẹp ghê luôn. Rồi, đi tiếp. Wow. Đây đi. Rồi, chuối kìa. Lá chuối quá trời. Nhãn nữa. Đây, chuối đi. Lá chuối. Lá chuối bán sao cô? Ký 15 ngàn. Rồi. Dạ. Nhãn xuồng. Nhãn xuồng, nhãn nhân châu này, nhãn nhân châu. Nhiêu ký, nhiêu ký? 70 hả? Dạ. 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 À, bảy chục, dạ. Đây xuồng cơm vàng 70 ngàn. Đợi nha, đợi nha, một lát nó quay lại mua. Lát quay lại mua là không có đâu, không hết rồi, mình về nè. Đi về hả? Chết rồi, đi quay phim không có mang đi được. Lát đưa lên mạng nha. Dạ. Còn như đó nằm đi bẹ nữa nha. Tại nhà xa quá. Nhà xa quá hả? Ờ, chạy không kịp. Thôi gà. Được không? Rồi giờ lỡ đi tới 12 giờ ở lại đợi được không? Chết rồi. Đợi được tới bao giờ? Tới 12 giờ chịu không nổi lắm. À chịu không nổi hả? Trời ơi. Đúng rồi. Nhìn nhãn ngon quá. Nãy giờ chưa đi hết cây cầu. À ở đây bán vịt con nè. À giờ. Vịt con, vịt con, vịt con. Chíp 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 chíp. Ấy, con này màu vàng, màu đen. Con này màu vàng. Rồi, tóc xú đi, quá trời. Dạ. Dạ, cái này bán sao chị? Cái này hả? Cái này ký 350. Ký 350 hả? Cái này con nữa. Này còn sống tốn thiên nhiên á. Dạ. Em tiếc để mở khách sạn không có chỗ nấu quá chứ. À, nhìn đảo quá trời luôn. À. Em đi chơi hai lần hả? Được hai con luôn. Chủ con hai con gì con luôn á. Không phải là mua được nhiều gì đâu. À vậy hả? À tâm tự nhiên. Rồi cá quá trời kìa. Rồi cảm ơn mấy chế nhiều nha. Rồi. Cá phai, con cá nhỏ nhỏ, dài dài kiếm cá gì? Đây. Cá lưỡi trâu nữa kìa. Ê, có cái con đó là cái con gì quên rồi. Cô, cái con này con gì con? Con bít đúng không con? À, con cam, con sam. Ê, nó còn sống kìa. Sống á, ta bán còn khó bà chết đâu. Dạ. Mà cái này bán sao vậy chị? Con 50, có màu con hả? Ờ, đem nướng ăn hả? Nướng bơ hành. Luộc. Con lấy 2 con đi. Dạ. Có mua được là mua liền luôn á. Rồi tiếp tục. Chị từ đây ra chợ mới xa không? Xa. Xa hả? Rồi thôi quay hết chợ cũ đi qua chợ mới chơi. 500m hả? Rồi thôi đi bộ luôn. Dạ dạ. Mạng này nó không cháy đâu, đừng sợ, qua tới Mỹ lần. Rồi quy cái chợ Bình Châu lên luôn. Dạ. Rồi tưới nước cho rau. Rồi xanh quá. Đi đi thôi. Ủa chứ ở đây có bán bánh củ cải bánh màu không? À phải mấy người đi đẩy xe. Rồi thôi đi tìm luôn. Rồi cảm ơn chế nhiều ha. Ui quá đi. Rồi bánh lá dừa, bánh chuối. Rồi ếch đi. Ếch ruộng, ếch ruộng đi. Ếch ruộng, ếch ruộng đi. Dạ. À đi quay phim thôi. Vui quá trời luôn. Đi, tiếp tục đi. Thẳng ra tới khu vực chợ mới luôn.
Rồi. Chợ vỉa hè. Mấy cô này đẹp ghê luôn á, bởi vậy. Dạ. 20.000 5 cái khăn, đi rồi. À, đồng. À, dễ thương. Cua đi, còn 3 con nè, bán hết. Dạ, qua cổng gì không có lớn ha, đúng là cổng bằng cái cọng lạc thôi. Cái con cá, cái bên là con cá gì vậy cô ạ? Cá bóng á hả? À, nó nhỏ vậy nè. Cái này đem kho con tiêu ngon ha. Hồi xưa nhỏ tới khi bắt con cá này. Dạ. Ăn chết liền hả? Hết mấy chén cơm. Cười. Đẹp quá. Kéo xuống, đeo khẩu trang rồi kéo xuống. Tôm khô Vĩnh Châu đúng không cô? Chạy rồi. Rồi, tôm khô Vĩnh Châu đúng không cô? Dạ. Cái hàng nào ngon cô hả? Dạ. Cái này bán nhiêu ký cho cô ạ? Cái này 900, cái này 800. Wow, một ký là cũng nhiều lắm ha. Cái tôm này là nếu mà tôm Vĩnh Châu đó là dạng như là tôm nước mặn đúng không cô? Mặn luôn cô. Không phải đâu, không có nước mặn đâu, cơm đất mà, cứ ăn thử thôi. Tại vì hả cô? Con không rõ, con nghĩ là sứ biển đó mà. Dạ. Dạ. Còn cháo này là cháo gì cô? Cháo môn hả? Hay cháo gì? Cháo môn đó. Cháo môn. Dạ. Rồi tôm khô rất là ngọt và thơm các bạn. 900.000 là 1 ký. Rồi ghé qua đây mua thêm củ kỳ nữa, kiểu củ kiệu nó đi nhậu được. Cô này có hiền, dễ thương ghê. Cô ngồi bán đây đúng không cô? Dạ. Ngày nào cũng bán hết. Dạ. Con suy nghĩ nha, con với đi với bạn nữa, có gì nếu trước khi về Sài Gòn rồi sẽ ghé qua lại. Dạ. Đi phải nói là người Vĩnh Châu rất là thân thiện, từ trong cái vườn nhãn ra tới chợ. À. Rồi mặt kia kìa. Đây, bánh gà, tiếp tục đi. Còn bên kia bán bánh cuốn như vậy. Rồi, chào cả nhà. Cô ơi, bánh chuối bán sao cô? Miếng 3.000 hả? Miếng 3.000 hả? Còn cái bánh mà trong cái lá chuối là lá gì? Bánh gì vậy cô? Bánh gói miếng đậu, cái 3.000 là. À, chè đậu, đậu kia. Đậu 5.000. À, còn cái bánh mà vàng vàng đó là bánh gì cô? 3.000 luôn. Khoai môn hả cô? Khoai mì. Dạ. Nhớ lộn. Một lát có gì con quay lại nha. Con đi một vòng nha. Dạ. Ở Sài Gòn. Nhìn đã quá. Tiếp tục đi. Rồi. Mình nghĩ sẽ đi một nèo tới chợ mới luôn. Không nghẹt. Vô, mua thịt bò. Rồi, lại tiếp tục cá tôm. Quá trời. Ơi, mấy bạn thấy kéo dài không? Từ cầu ra tới đây dài lắm luôn á. Mà mình thấy là người Khmer rất là nhiều. Dạ, buôn bán rất là nhiều. Ê, con cá nhảy ra kìa. Ê. Con xả. Ê, bồn, dạ. Củ sen, ngó sen. À, cái này gì hầm thịt heo ngon à. Cái chợ cũ này nhìn vui ghê á. Vui á. Chị lấy không mấy cũ là nhỏ nó cho chấm 15 đi. Ủa, cũ già nó sẽ bột chứ hả? Ừ. Dạ. Con gái Khmer này nhìn đẹp quá. Nó mẻn lẻn rồi. Bao nhiêu là nụ cười trong cái video của mình. Thực sự các bạn, mình đi quay chợ chủ yếu không phải là về món ăn hay không, hay là về ba cái rau xanh, mà thực ra là quay về nụ cười của người dân Việt Nam từ Sài Gòn tới miền Tây, quay cũng thấy nó là cả trăm ngôi chợ rồi. Cô cái con cá này con cá gì cô? Cá hú ha, bụng nó to vậy. Dạ, mực tươi quá trời luôn, đúng là xứ biển. Ơi nó hồng kìa, kế bên đặc biệt. Rồi, ở đây cá khoai, mùa này có nhiều cá khoai ghê hết ơi.
ở Sài Gòn tìm hơi khó. Dạ. Dạ, cá này nấu ngót ngọt ghê luôn. À, bên kia có cá đuối nữa kìa. Đó, rồi, tới tôm. Vô. Đẹp, con nào đẹp? Con này đẹp hả? Dạ. Cô đẹp không cười mà cô kia cười kìa. Vậy chưa có chồng á hả? Giờ định đi đâu? Mới có ba chồng. Trời ơi, ở đâu có thấy nụ cười hết. Rồi qua cá đuối chơi đi. Rồi cá đuối bên kia cá nhám. Dạ. Vậy hả? Có tiền cho liền. À, mà chị cá đuối này bán sao? 60.000 đồng ký hả? Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, tiếp tục đi. Ê, đó, dưa leo kìa, dưa leo muối. Đã quá. Quay. Đó. Rồi, mãng cầu gai qua bên kia. Bắp. À, đủ thứ đồ ăn nữa kìa, bánh bò nữa. Ê, mãng cầu gai đó. Rồi, cải chua. À, bắp mới hái nhìn xanh luôn, ngon đã. Rồi, ai cũng cười hết. Ở góc đằng kia có mở nhạc hơi uổng ha. Đó, đây là khu vực chợ mới rồi các bạn, rộng hơn. Đó. Rồi, ở đây là bánh bía 35.000 đồng 3 cái, nhưng đậu với sầu riêng cô hả? Bánh quay vạt thì có những đậu và viên dừa. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Lát có gì cũng quay lại nha. Hứa quá trời luôn. Hàng lau ghế, lau tivi, lau chiếu, lau bô, lau dĩa, mềm mại không chảy xước, thông hút trên mọi bề mặt. 20.000 năm cái 20.000. Ôi, bánh tét đã quá. Đi. Như vậy các bạn có thể thấy là cái khu vực chợ cũ nhộn nhịp rất là vui ha. Đường nó hẹp hơn, còn cái khu vực chợ mới này ở đây mình thấy là nó lớn hơn nè. À. Đi tìm cổng chợ, hôm qua đi lướt qua cổng chợ rồi. Rồi, táo, hồng, xoài. Dạ, chào cô, cô cười. Rồi, còn chôm chôm nha, chôm chôm cuối mùa hả? Nụ cười đẹp quá luôn á. À, nho nè. Tới đây là quần áo trẻ em. Đó. Và ở đây có tỏi Vĩnh Châu hả? Với lại củ hành tím nè. Tiếc là mình đi đến đây như là hết cái mùa trồng hay sao đó. Hôm qua mình đi không thấy. À, chế bán tỏi hả? Bán củ hành hả? Ừ, củ tỏi bánh hành. À, cái củ hành này bán sao chứ? Củ hành nè. Dạ, củ hành tím đó. Củ hành tím bán ký 50. Còn cái tỏi? 100. 100.000 đồng ký ha. Dạ. Đây là của Vĩnh Hải đúng không? Dạ, Vĩnh Hải. Vĩnh Hải luôn ha. Vĩnh Châu đó. Dạ. Tỏi này thì không phải nha. À, cái tỏi to này không phải đúng không? Dạ. Tỏi nhỏ này mới phải. Dạ. Rồi, đúng rồi. Cái nhỏ sẽ thơm hơn đúng không? Cái này thơm hơn. Dạ. Ở đâu rồi? Ở Sài Gòn. Ủa? Dạ. Cho nên để ý. Dạ. Dạ. À, suy nghĩ nhiều quá, không biết là mua bao nhiêu thứ. Rồi, à, cảm ơn nhiều nha. Dạ. 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 Ơi. Vậy là nó nhỏ hơn, cái tép nhỏ hơn mà rất là thơm ha. Tép nhỏ hơn mà nó thơm hơn. Dạ, mà cái mùa mà trồng nó là mùa tháng nào ta? Cái này là ở tháng 11, 12 gì đó trồng. À. Vậy hiện tại cái nguồn này là nguồn dự trữ từ cái vụ này là không có rồi. Không có hàng gì. Củ hành tím cũng vậy luôn. Vậy luôn, hết mùa rồi. Hàng gì hôm qua đi trên đường tìm hoài không thấy trồng. Không có. Dạ. Bây giờ đi vòng vòng không có hành tỏi gì hết trơn. Ờ, vậy luôn hả? Ồ. Tới chừng cỡ Tết á, cỡ tháng 12 lại là nhiều ra đi chợ. Kéo dài tới tháng 2. Tháng 12 kéo dài tháng 2. Dạ, dạ. Tháng 2, tháng 3 luôn. Rồi, có bạn nào mua tỏi không? Mình đang ở đây nha. Không biết còn được mấy ngày nữa. Rồi, 2 ký. Dạ. Tiếp tục.
đi qua tới đây thấy hàng chả cá. À đó, chả cá. Ừ. Chả cá. Cô, cái cổng chợ nằm đâu cô? Cổng chợ nằm đâu đó em? Cổng chợ chính mình đó. Hôm qua cô đi ngang qua cô quên rồi. À, ở đây nè. À, phía trước. Dạ, dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Ở đây được cái hụt dịch, tôi thấy nó bó lại vậy nè. Trong những cái bao này hả? Nó hay hay á. Đó. 7 bộ 100 ngàn. Ủa tao 7 bộ 100 ngàn. Rồi 7 bộ 100 ngàn. Tính ra là 1 bộ có 15 ngàn bộ. Và đây là cổng chính của chợ, chợ Vĩnh Châu. Mình sẽ đi bộ đến đó quay cảnh các bạn xem nha. Đây mình quay đường dẫn vào chợ mới nè. Các bạn thấy khá là vắng ha. May mắn là mình quay khu vực chợ cũ trước. Đó, ở đây thì khang trang hơn. Tuy nhiên sẽ buồn hơn. Bởi mình đi đâu mình cũng thích quay những cái cũ. Thì mình nói là những khu chợ á. Chủ yếu mình thấy là trong nhà lồng chủ yếu là bán quần áo. Rồi ba mấy cái mặt hàng gia đồng phục của học sinh. Rồi ba cái thiết bị điện tử. Đây, chợ Vĩnh Châu. Đó. Đây. Đó. Để mình đi thử một vòng xem có cái gì không ha. Có thì mình ghi hình, không thì thôi. Đây là bên trong lòng chợ nè các bạn. Nhìn cảnh nè. Đó, mình quay một góc các bạn xem. Đó. Nước mưa ngập luôn. Đâu được mấy người tiểu thương vô trong đây kinh doanh đâu. Trời ơi, nhìn cái này nè. Thua rồi. Chợ Vĩnh Châu mới. Đây, chúng ta tiếp tục đi. Kiểu này là hư hết rồi. Và đây, mặt sau của khu chợ. Nhìn hoang vắng điều hiu. Đấy. Đó, các bạn thấy nè. Ơi. Ngay sau đó là một dòng kênh ha, và những con tàu. Báo cáo với các bạn là mình đi gần như hết khu chợ cũ và chợ mới, nhưng mà mình không tìm thấy bánh củ cải và bánh bầu nha. Bầu từ trái bầu á. Tiếc ghê á. Tức là những cái đặc sản của Vĩnh Châu nhưng mà thực ra là ít có được bán á các bạn. À, mình nhớ mình ăn bánh củ cải là ở Bạc Liêu. Các bạn có thể xem thêm video về Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh. Những đợt trước mình đã quay An Giang nữa, mà rất thích An Giang luôn. Và đây là một phần của khu chợ mới ha. Những ngôi nhà mới nè được xây dựng lên. Hơi giống như kiểu Bình Chánh á. Bình Chánh ở Sài Gòn ha. Nhìn chung là hình như là mô hình khu chợ mới này cái tiểu thương không thích thì sao đó, không thấy người vô bán. Rồi quay lại mua bánh bía. Cái này để được mấy ngày cô? Được cả tuần á. Cả tuần hả? Là đậu xanh với lại sầu riêng. Dạ. Cái này nhà cô làm hả? Nhà làm. À. Như cô người Khmer. Người Tiều. Người Tiều trong nắng. Đúng. À. Trong ý thì người Khmer. À. Rồi, cảm ơn cô. Trong ý người Khmer thợ là 14 tuổi đi học thợ. Vậy hả? Đi học và 18 tuổi lên thợ rồi đó. Qua. Wow. Trong ý thì người Khmer, ngày ý thì người Hoa. À, vậy nhưng mà mấy đời cô hả? Ở đây cô sống mấy đời rồi, gia đình cô người Hoa đó. Trong ý thì người ta hồi đó ông nội ý người Hoa đến ba. Nhưng mà tới giờ tới thời của cô là giờ còn nói tiếng Hoa không? Tiếng Tiều không? Có, tiếng Tiều Châu, tiếng Hoa, tiếng Hoa. Tiếng Tiều Châu. À, tiếng Tiều Châu đó, vẫn còn nói hả? Là Tiều Châu nắng. Tiều Châu à. À, vẫn còn nói, mừng quá. Dạ, rồi, chào cô. Gặp lại chị bán nhãn. Cho em cái nhãn xuồng. Mua hết đi, đợi lâu quá, ta mua. Này hơn ký hả? Ta mua mi mi. Biết sao không? Đi có hai người à, ăn không hết. Tay còn dớ chút xíu mình. Mà cho đúng không? Cho luôn cái gì? Cho luôn thì lấy. Cho rồi có gì mà đi trả tiền ta. Trả tiền ta hả? Thôi nói chứ khí thôi, có hai người ăn hết đâu. Chồng đánh chết rồi, không có tiền. Chồng đánh chết hả?
về hả? Rồi rồi rồi, bỏ lên cưng đi. Thằng chồng đâu dám đánh vợ. Đánh bỏ nó luôn. Dạ. Nhiều. Trời ơi, tưởng ký 2 ra ký 6 luôn hả? Ờ, nói giỡn á, rồi bán đi. Rồi ký 6, ăn hết ký 6. Ký 6 là coi như là 100 ngàn đúng không? 70 ngàn ký. À, 35, 105, rồi 110. Rồi rồi, ok. Nói giỡn. Rồi tính tiền em đi. À, mùi mình phone đúng không? À, mà hồi ra phone. À, đúng rồi. 10.000. À, mùi mình phone. 150 phone. Ồ, lộn. Ra 11.000 mới vô chứ. 110 thêm đắp phone. Rồi. Cô, cái cổng này là cổng gì vậy cô? Khoai lang á. Ủa, vậy khoai lang mà cô lột á. Lột ra luôn hả? Lột ra. Ủa, sao không để vậy luộc ăn ngon hơn ta? Cái này là bột nè. Dạ. Mà sao lại để... À, nhưng mà mình phải lột ra. Dạ. Một một bó vậy bán nhiêu? À, 5.000 đồng rồi, chấm mắm tiêm, ba chén bột chén. Rồi, cảm ơn cô nhiều. À, không, ở khách sạn không có mua được, đâu có nấu được đâu. Dạ, rồi chào cô. Bà già ở không có chồng á. À, bà chửi kìa. À, thôi ở Bình Châu đi cho nó yên phận. Ở đi an toàn hơn, yên phận hơn. Dạ. Dạ. Rồi chào nha đi. Dạ. Cảnh trên chợ. Thôi đây là khoảng 10 giờ rồi hả? 9 10 giờ gì đó. Không nghẹt hay không? Không có đi được luôn ngoài. Không đi được. Ơi. Đó. Đồng quá đi. Rồi đợi từ từ qua chợ. Đằng kia chính là Thanh Minh Cổ Miếu, miếu ông bổn. Đủ đằng kia các bạn. Thanh Minh Cổ Miếu. Rồi qua tới đây đã thấy món bánh bầu. À, không có bánh củ cải. Không có bánh củ cải. Bánh ướt. Dạ, bữa nay bánh bầu nhiêu vậy anh? 10.000 hộp hả? Không có mỡ hành hả? Không. À, dạ. Bánh ướt 15. Gỏi cuốn nhiêu? Gỏi cuốn 6.000. À, dạ. Đây. Rồi bánh bầu 10.000. Anh bánh bầu là từ quả bầu nè ha. Rồi bột gạo. Ở trên đó có tôm khô. Còn gì nữa không ta? Không. Hết rồi hả? Nước mắm với nước cốt. À, nước cốt dừa. Có mỡ hành không? Không có mỡ hành đúng không? Có. Ủa nhưng mà thường ăn có mỡ hành không? Thường ở đây ăn có mỡ hành không? Có. Dạ rồi. Hi cho em mỡ hành cho vô ha Hi. Có rồi đúng rồi Hi. Ơi. Đi cho vô em chụp hình nó đẹp lắm à. Rồi trang nước cốt vừa lên luôn đi Hi. Sẵn quay luôn Hi. Dạ. Ớt cay không? Hay là sa tế hả? Hay gì? Cay ớt. Dạ. Em ăn cay á, cho ớt lên. Hả? Rồi, nước mắm. Đây, nước cốt dừa, nước mắm. Giống như cái món... gì? Quên ở Bến Tre rồi. Cái món gì nữa? Cái dừa, nước cốt dừa, dừa nước mắm đâu quên rồi. Ăn cho nhiều vô rồi cuối cùng quên hết rồi. Trời ơi, bánh gì? À. Ok, ăn này chưa đã. Cho em miếng ớt kìa kia. Cay ớt kìa. Trời ơi, quá tốt luôn. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn cái muỗng này là được rồi đó. Đây các bạn, kia bán ở đây nè nha. Ngay dốc cầu này đây là khu chợ cũ nha. Đó, quay lại. Kia là anh đó. Nhìn thôi là cái đã này ha, đa dạng sắc màu luôn, màu đỏ, tôm khô, ớt, rồi
chút xíu màu vàng vàng của tỏi, màu xanh hành lá, màu xanh xanh của bầu, màu trắng của bột gạo. Rồi bây giờ mình ăn thôi ha, chắc chắn là sẽ có được béo và cái vị mặn, vị cay, vị ngọt trên đây. Trời ơi ngon lắm luôn á các bạn, phải nói là ngon luôn á. Cái bánh mà cái bột nó mềm ha, béo ha, rồi sau đó vị béo của nước cốt dừa, rồi mặn mặn ngọt ngọt của nước mắm, cay của ớt, mùi thơm của tôm khô, rồi mỡ hành nữa, sự hòa quyện rất là tốt luôn. Riêng về những cọng bầu á thì ăn nó dai dai sực sực, mình mới ăn một muỗng nha, ăn thêm muỗng thứ hai nữa thì cảm nhận phải nói rất là ngon, ngon lắm. Cái mùi tôm khô rất là thơm luôn. Có 10.000 đồng thôi. Ủa cái bầu này là mình sắc sợi xong rồi có luộc không hay là để gì trong mình hấp luôn? Để vô sẵn cho bầu nổ bột vô mình hấp. Hấp luôn ha. Bột gạo thôi. Ăn nó dai dai sực sực á, ngon ghê á. Sự hoàn vị tốt quá. Tìm hoài cái bánh củ cải không thấy ở đâu á. Bánh củ cải bãi đậu xe bay đi đâu mất tiêu rồi. Vậy hả? Thì coi như đầu chợ luôn rồi, các bạn nhớ chỗ tìm nha. Thật sự mà nói là mình đã từng có dự định là làm một video ghép lại tất cả những nụ cười ở các khu chợ, nhưng mà rồi sau đó mình cảm thấy là kế hoạch không có thành được, là bởi vì người Việt Nam rất là thân thiện, đi tới những khu chợ nụ cười rất là nhiều. Nếu mà ghép lại tất cả những nụ cười đó ở tất cả các khu chợ trong một video á thì nó sẽ rất là dài, có thể là kéo dài vài tiếng đồng hồ luôn. Cái nữa là nụ cười mỗi một ngày đều khác nhau, chỉ có người đi quay á người ta sẽ cảm nhận được cái nụ cười đó ấn tượng. Bây giờ cụ này cụ cãi lộn gì vậy? Mình thấy cuộc đời hạnh phúc là bởi vì mỗi một ngày đi qua mình thấy cuộc sống nó đang trôi chảy rất là liên tục với bao nhiêu là cảm xúc ha. Hy vọng là các bạn qua những khung hình cũng cảm nhận được cái nụ cười, sự thân thiện của ở các khu chợ Việt Nam. Mà sao lại mất tới 600.000 thì mấy số? Nó trên xe, cái nó bằng nó lượng lửa hoài, cái nó bằng rớt 20.000. Ở đây mua lượng, nó tặng cái một. Thì mất 600.000 luôn. Ừ, 600.000. Giờ muốn ngồi khóc luôn vậy. Chủ giá số bán hồi nãy là giữ. Mình người ta đâu có hiểu đâu. Bệnh viện mới ra được 3 bữa. Bà con bị bệnh gì? Hả? Tim hả? Kỳ chỗ bán bánh bầu. 600.000 là một bây giờ nếu một ngày mà cô bán hết toàn bộ giấy số là khoảng bao nhiêu? Rồi 100 mấy à. Rồi 100 mấy mà bị 600.000 phải mất cả tuần. Ở nhà con cái đâu cô? Không có nhờ đứa nào hết. Không nhờ đứa nào hả? Tự sống. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. 60 hả? Nhà cô gần đây không hay là? À. Con gửi cô 100.000 nha. Con giúp cô 100.000 nha. Ha. Rồi. Hình như là cô nói có bị bệnh tim hả? Rồi đi khám ở bên bệnh viện đa khoa là của Bình Châu. Dạ. Rồi bảo hiểm y tế của chị trả không? Có hả? Thì chú nằm ở nhà luôn. Năm nay chú bao nhiêu tuổi cô? 61 tuổi. Anh Tuấn Lê ơi, em xin anh thêm 100.000 nha. Gửi cho cô này thấy cổ tội, có bị giật vé số rồi. Mức 600.000. Nãy giờ ngồi khóc rồi. Nhưng mà cổ chửi xong rồi cổ có bớt tiền không? Vậy thôi sao chửi mình? Trời ơi. Thì thôi. Rồi thôi. Con gửi cô 100.000 nha. Dạ. Cái này là của anh Tuấn Lê bên Mỹ của gửi anh gửi. Trên đường đi con thấy. Dạ. Rồi. Dạ. Và đây chính là Thanh Minh Cổ Miếu ha, nằm đối diện với cầu Vĩnh Châu và chợ cũ. Thì thông tin mà đọc được trên mạng á, Thanh Minh Cổ Miếu được xây vào thế kỷ 19.
thờ các vị phúc thần bảo hộ cho cộng đồng người Hoa ở Vĩnh Châu. Rồi bây giờ chúng ta cùng vô ha. Mình quay một góc trung tâm cho các bạn xem. Đây là đường Trưng Nhị nha. Màu của cửa là màu vàng và màu nâu đỏ, màu sắc rực rỡ. Thanh Minh Cổ Miếu, Đại Cát Đại Lợi. Ta Cù Ta Ly hả? Đại Cát Đại Lợi các bạn ha. Đây phía trước Thanh Minh Cổ Miếu. Ở đây chỉ làm tiền điện, trung điện và chính điện ha. Nãy nghe chú nói tiếng Tiều. Đây Bạch Hổ Thanh Long. Mình quay trên nóc của miếu nha. Lưỡng Long Tranh Châu. Thanh Minh Cổ Miếu. Bên đây là điêu khắc khá là đẹp các bạn ha, các ngôi miếu người Hoa. Đây là Quốc Thái Dân An. Quốc Thái Dân An chữ Hoa đó các bạn. Mình đang ở cửa chính nha, cái cổng chính. Rồi cởi nón xuống chúng ta bước vào trong. Hồi nãy mình chưa dịch bên đây. Đây là ý nghĩa là mưa thuận gió hòa. Chú cái cổ miếu này mình được xây từ thế kỷ 19 hả chú? Dạ. Di tích kiến trúc nghệ thuật Thanh Minh Cổ Miếu chùa Ông Bổn, tọa lạc trên đường Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Chùa Ông Bổn được khởi dựng từ thế kỷ 19 đến năm Quý Hợi 1923, được xây dựng lại và đã qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Tại chùa Ông Bổn, chánh thần được thờ là ông Trịnh Hòa, tức Bổn Đầu Công, làm vị phúc thần. Kiến trúc chùa được thiết kế theo hình chữ Phú. Chính điện quay về hướng bắc, mặt tiền hai bên tả hữu là hai bức bích họa vẽ tranh phong thủy với câu chúc mưa thuận gió hòa và quốc thái dân an. Cửa vào chùa đặt ở giữa, có họa hình hai danh tướng đời Đường là Uất Trì Cung và Tần Thúc Bảo làm thần hộ môn. Bên trên cửa là bức đại tự chạm chữ Thanh Minh Cổ Miếu. Dưới bức đại tự có đôi lưng bằng gốm gọi là Nhị Lưng Quảng Ngõ. Bên trong chùa được phân kim tam cấp tạo thành tiền điện, trung điện và chính điện. Chính điện là nơi trang nghiêm nhất của chùa, trên các bệ thờ và các thân cột được trang trí bao lam hoành phi câu đối bằng gỗ quý, được chạm chỗ tinh xảo. Trên các cặp kèo xiên đỡ lấy mái chùa hầu hết đều có các tác phẩm điêu khắc hội họa đặc biệt quý hiếm, có niên đại từ thế kỷ 19. Rồi chúng ta bước vào tiền điện nha. Ở đây thấy thêm bốn thầy trò Đường Tăng nè. Cái là cảnh con rùa đó đưa bốn thầy trò vượt sông. Chú người Tiều luôn hả chú? Dạ. Ở đây là chính điện chứ. Đây cũng có xin xăm hả?
thật sự là phải đi học lại tiếng Hoa rồi, đi suốt, đặc biệt là chữ Hoa phụng thể. Tiếng chim hót. Rồi xoay một vòng các bạn xem. Nếu có thời gian phải học về kiến trúc đền chùa. Dạ. Mình có cái ngày hội nào không vậy chú? Có cái ngày lễ hội nào không? Ờ, rằm tháng Giêng. Dạ, Tết Nguyên Tiêu. Dạ. 24 tháng 2. 24 tháng 2 là vía. Dạ. Dạ. Rằm tháng Giêng và 24 tháng 2. 24 tháng 2 là chú đang tính âm lịch hay là... Dạ, nhưng mà rằm tháng Giêng rồi 24 tháng 2 âm lịch luôn ha. Dạ. Lấy ánh sáng trời ha. Rằm tháng Giêng có lên sát và lên ổng luôn. Dạ. Dạ. Đây là hình ảnh của Bắc Tiên. Như vậy là Thanh Minh cổ miếu là của người Tiền Châu hả chú ha? Dạ, cổ miếu Bà Tiên Hậu nữa. Một ban quản trị luôn hả chú? À. Dạ, với lại những cái chùa của người Khmer. Dạ. Ở đây bây giờ hiện tại còn chờ còn dạy tiếng Hoa không chú? Trường gì vậy chú? À, dạy tiếng Hoa cho cộng đồng người Hoa. Chú nếu mà dạy người Hoa mình ở Vĩnh Châu là được khoảng độ bao nhiêu người chú? Có thống kê không? Dạ. 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 Dạ, Tiều, Quảng, Phúc Kiến. Dạ. Hải Nam người Phúc Kiến rồi. Dạ. Ở đây những mấy cái cột này là đây là cột xi măng mà, còn những cột kia bằng gỗ chú ha. Đó là hiện tại nó ngay cái hội lộng ngay cái sân này là. Ờ để đón dân dân giếng trời, giếng trời á. Gỗ luôn hả chú? Dạ. Như vậy cái cột này là cột gỗ nè. Còn bốn cái cột mà ngay giống như cái khu giếng trời á. Có thanh long là cột bằng đá. Dạ. Dạ. Trăm năm hơn rồi mà. Dạ. Mình đã ghi hình xong Thanh Minh cổ miếu ha. Bây giờ cũng ở khu vực chợ cũ luôn, mình sẽ đi thăm miếu Bà Tiên Hậu nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Rồi, quẹo phải đây thôi, khoảng độ 300m là tới. Có nghĩa là khu vực chợ cũ có Thanh Minh cổ miếu, chùa ông Bổn và miếu Bà Tiên Hậu ha, chùa ông chùa bà. Đây, quẹo vô. Bánh bao xíu mại. Đây là con đường đi vô đó các bạn. Trần Hưng Đạo ha, đường Trần Hưng Đạo các bạn nha. Đi tới góc này, wow, nghe cái mùi sườn nướng thơm quá trời thơm luôn. Hồi sáng giờ mới ăn được có miếng bánh bầu thôi. Thôi đi tiếp đi, thì hậu không miếu nha. Con đường này đang sửa các bạn nha, chảy nhựa, trời nó nóng muốn chết luôn. Cái nghề của mình là có nghề phải chịu nắng chịu mưa. Thực ra thì tình yêu đối với dạng như là thích du lịch đó thì sẽ cảm thấy là không cực thôi. Và đây mình đã đến nơi miếu Bà Thiên Hậu, Thiên Hậu Cung. Nằm đối diện với nhà số 94 Trần Hưng Đạo, thị xã Vĩnh Châu. Miếu Bà Thiên Hậu theo thông tin mình đọc được ha, thì được xây dựng từ năm 1891 của cộng đồng người Tiều Châu. Cái cổng rất là cao to ha, đẹp. Rồi chúng ta bước vào trong.
thẳng lên cao quá. Không gian bên trong rất là rộng lớn. Tiếng chim hót. Có hai cây dương. Wow, cây dương này gốc rất là to nha. Mình quay ngược lại. Miếu Bà Thiên Hậu thị xã Vĩnh Châu được công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm 2004. Đây, quay cái góc lại cho các bạn xem. Rất là lớn. Gió các bạn nha. Quay trên tóc của Miếu Bà Thiên Hậu. Đường Long Trần Châu ha. Phía dưới là hai gọi là Phụng Hoàng ha. Màu sắc rất là sắc sỡ. Bên kia là Bát Tiên. Để mình zoom cận cảnh lại. Đẩy sáng lên cho các bạn xem. Hơi chói. Rồi. Ta bước vào trong nha. Ê, cột này bằng gỗ, cột rồng. Gỗ à? Dạ, nãy con tưởng là đá. Không phải, đá trắng à? Dạ. Còn nãy con tưởng là như vậy là đá giả gỗ mà, hóa là bằng gỗ. Dạ. Ở bên đây cũng là Quốc Thái Dân An, bên kia là Thuận Bườm. Mưa Thuận Gió Hòa. Thiên Hậu Cổ Miếu. Thiên Hậu Cổ Miếu. Chúng ta bước vào trong. Thiên Hậu Cổ. Xin lì, xin lì. Nói chung là người Tiều họ lý khá nhiều. Dạ. Dạ, mấy chú ở đây cũng người Tiều luôn. Nhưng mà hình như con thấy là tiếng Tiều ở Bạc Liêu hình như có hơi khác với tiếng Tiều ở Sài Gòn đúng không? Có lúc nghe không nghe ra được luôn á. Dạ. Dạ. Không, bởi vì tiếng Kiều ở trên thành phố Nhật Kim nó đối đúng chữ. Còn ở đây mình sử dụng nó xài âm ở Sài Gòn. Hình như là ở đây là biến âm theo kiểu có like Khmer gì á. Dạ. Ờ, hèn gì nghe không, nhiều lúc nghe không hiểu. Dạ. Dạ. Âm. Dạ. Vậy nếu mà ở Vĩnh Châu này, nếu mà người Tiều thì họ gì là nhiều nhất chú? Lý. Lý nhiều không? Chia đều. Chia đều hả? À, dạ, mấy mấy họ lớn nhất ở Vĩnh Châu chú? Cái này không ai thống kê. Không thống kê luôn hả? Mà thực sự là nãy anh nói tiếng Tiều em không ngờ luôn, em cứ nghĩ anh là người Việt luôn á. Dạ. Thay đổi cũng nhiều quá luôn. Dạ. Dạ. Bây giờ nói tiếng Tiều em biết nghe không? Dạ không, xả xin ăn bò chảy kìa được. Xả xin ăn bò chảy, bò chảy giam. Nhái con gà mái đá gà cồ. Đúng rồi, gà mái đá gà cồ, chỉ biết vậy thôi. Nhớ hồi xưa ông nội cho nó được câu đó thôi. Rồi, xin phép vào trong chú ha. Cái cổ miếu này mình được xây từ năm 1891. Đó, chụp được có cái bạn đó em. Dạ, dạ. Dạ. Cái con cá xanh, con cá vàng với lại cái con cua đúng không? Ừ. Cái đó là gỗ Tết ha. Dạ, còn bây giờ một cây gươm với một cái nón. Dạ, nón vàng và bằng gỗ Tết. Dạ. Nón vàng, còn thấy nón vàng. Dạ. Đó. Đây, bên trong đó bạn. Dạ, 1891. Ở đây cũng thờ ngài Quan Công nữa. Quan Công Phò Nhị Tẩu là vợ của ngài Lưu Bị á. Dạ. Bức bên kia là gì chú? Thì bốn quan công á. Dạ dạ. Quay rồi quay hết mẹ là bốn bức nó. Dạ dạ, quay bốn bức luôn. Để nó nguyên tượng.
nguyên toàn luôn. Dạ, đây là bức thứ ba bằng đá. Dạ, cái tích này tích gì chú? Cũng là quan công nữa. Dạ, thì con thấy nhà quan công rồi đó. Thế đó. Ừ. Dạ, con thấy bên kia là Khổng Tử thì phải. Dạ. Thì nó là bốn bức của. Đây, quay rõ hơn bức thứ tư. Mà chú họ gì chú? Chú họ gì? Họ Quách. Họ Quách. À, con cháu Quách Tĩnh đúng không ạ? Cái này là ông ba từ hồi đó bắt tiền á, bị gì làm. Dạ. Làm tới 8 tiền làm rồi cái trong trang này nó cục quá, rồi nó mới làm một cái chữ rồi nó. Dạ. Nó thở. Hai Nam. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.